Kính thưa quý vị, do ảnh hưởng bởi vùng hội tụ gió trên mực 3.000m kết hợp với khối không khí lạnh tăng cường, nên ở các tỉnh thành miền Bắc vẫn có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa trong khoảng từ 80 đến 120mm, có nơi mưa to trên 150mm. Cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh cũng như là ngập úng, sạt lở đất đá. Từ ngày mai, ngày 2 tháng 10, mưa bắt đầu có xu hướng giảm nhanh trên toàn khu vực, thời tiết phổ biến tạnh ráo, ít mưa. Cũng do ảnh hưởng bởi không khí lạnh tăng cường nên các tỉnh thành miền Bắc nhiệt độ có xu hướng giảm, cao nhất trong ngày trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Về đêm nhiệt độ xuống thấp nhất trong khoảng từ 20 đến 23 độ, ở vùng núi có nơi dưới 18 độ. Ở miền Trung, khu vực từ Nghệ An đến Bình Thuận, thời tiết phổ biến ít mưa, ban ngày trời sẽ có nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày trong khoảng từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Riêng khu vực Thanh Hóa, do chịu tác động của hình thế gây mưa ở phía Bắc nên sẽ có mưa rào và dông rải rác. Sau đó, sang đến những ngày đầu tháng 10, gió mùa đông bắc từ phía Bắc tràn xuống kết hợp với địa hình đón gió nên các khu vực phía Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông ở diện rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ vì thế cũng có xu hướng giảm khoảng 2 đến 3 độ, trời chuyển mát. Lùi xuống phía Nam, với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ yếu dần. Vì vậy, về chiều và chiều tối, có mưa rào rông rải rác ở cả hai khu vực này. Còn vào ban ngày trời sẽ có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên trong khoảng từ 26 đến 29 độ. Còn tại Nam Bộ trong khoảng từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Tin bão. Kính thưa quý vị, hiện nay cơn bão Carathon đang ở khu vực phía Nam đảo Đài Loan, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp trên mức 16, tức là từ 175 đến 180 km/h, di chuyển theo hướng Tây Bắc. Mỗi giờ đi được khoảng từ 8 đến 12 km. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão đi vào vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Tuy nhiên, sau đó bão đổi hướng, di chuyển theo hướng Đông Bắc và sẽ đi vào khu vực đảo Đài Loan, Trung Quốc. Như vậy, cơn bão này sẽ không gây ảnh hưởng trực tiếp đến các khu vực vùng ven bờ và đất liền của nước ta. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão nên ở các khu vực vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 12, giật cấp 15, vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17, sóng biển cao từ 7 đến 8 mét, biển động rất mạnh. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai, ngày mùng 2 tháng 10. Khu vực Tây Bắc Bộ, sáng sớm và sáng có mưa, mưa vừa rải rác. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh, nguy hiểm đi kèm với nhiệt độ thấp nhất là từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Ở khu vực Đông Bắc Bộ, sáng sớm và sáng có mưa, mưa vừa rải rác và có dông. Cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4, với nhiệt độ thấp nhất là từ 19 đến 22 độ, ở vùng núi có nơi dưới 19 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Khu vực Hà Nội sáng sớm và sáng có mưa rào rải rác và có dông, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh, gió nhẹ, từ trưa và chiều gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2, nhiệt độ thấp nhất là từ 20 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 26 đến 28 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ở phía Bắc, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An, sáng sớm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông vài nơi, ở phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Từ chiều có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió mạnh dần lên ở mức cấp 2, cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc là từ 29 đến 31 độ, ở phía Nam là từ 31 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 34 độ. Ở khu vực Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất là từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ.